Sáng ngày 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Kinh tế Sài Gòn tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và một số doanh nghiệp phía Nam để thảo luận về cơ hội đầu tư và khai thác các loại hình du lịch tại địa phương trong thời kỳ mới. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản và du lịch quy mô lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc gặp hôm nay sẽ xoay quanh vấn đề về phát triển du lịch. Phát triển du lịch được hiểu là các hoạt động du lịch và các dự án đầu tư liên quan đến du lịch ở tỉnh Quảng Nam. Có cả các dự án ở khu vực ven biển, ven sông, khu vực núi mà chúng ta thấy cơ hội thì rất là nhiều. Và chúng tôi cũng mong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh nếu được thì có thời gian khảo sát để tham gia đầu tư ở tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi rất là mong được đón tiếp và tạo các cái cơ hội thuận lợi nhất để cho chúng ta tham gia đầu tư. Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp nêu khuyến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cần có kế hoạch quy hoạch hợp lý, khoa học và đồng bộ. Đồng thời kỳ vọng tỉnh sẽ có những chính sách đặc thù để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. Sẽ đua nhau về đầu tư Quảng Nam. Bởi vì cái khó nhất của doanh nghiệp bất động sản có hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là giải phóng mặt bằng. Chuyện thứ hai là thủ tục hành chính. Quảng Nam, Đà Nẵng muốn đầu tư, kêu gọi đầu tư không cần kêu gọi, rõ ràng về mặt pháp lý, giải phóng mặt bằng này thời gian bao lâu, tiền chúng tôi đưa, bao lâu chúng tôi nhận đất, bao lâu chúng tôi có giấy phép xây dựng, thì chúng tôi tôi chạy vô. Chứ còn bây giờ, chứ bây giờ mình nói chung chung như vậy, mình không có lộ trình, mình không có kết luận, thì mình cũng không làm được. Cái thời gian đó là thời gian rất là ok, bao ba chị mình. Thì đây là một cái khâu mà tôi nghĩ là tỉnh mình cũng quan tâm để có thể là khi mà có cái hướng đầu tư chỉ đạo rồi thì cái khâu đó cũng nhanh lên để mà chúng tôi hiểu rằng là gì. Nếu mà chúng tôi đầu tư ở Quảng Nam thì theo quy trình hiện tại bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đang đưa quy trình là 251 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1 tháng để báo cáo trình bày. Thì Quảng Nam của mình là 30 tháng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh cho biết, những đóng góp của các doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ này là rất hữu ích. Lãnh đạo địa phương, cơ quan liên quan cùng nhà đầu tư gặp nhau và có lộ trình ngay từ đầu sẽ giải quyết được nhiều vấn đề xảy ra. Quảng Nam trải thảm, chào đón doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua ý kiến của nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề pháp lý, quan tâm vấn đề thời gian, quan tâm đến vấn đề giải pháp mặt bằng, mà đó là những cái nút thúc hoặc là cái cải cách thủ tục hành chính chậm trễ hay là cái nút thắt trong vấn đề thu hút đầu tư. Với tư cách là bí thư tỉnh ủy, tôi cũng tiếp thu tất cả những ý kiến, đặc biệt là những vấn đề về tính pháp lý trong đất đai.